chúng tôi có thể giúp được toàn bộ chi phí học của các con từ giờ cho tới hết năm 12. Cả hai. Và bây giờ thì quý vị cũng đã thấy là hai khách mời của chúng ta đang rất là sẵn sàng trong một không gian rất là dễ thương. Đó là món quà mà dành cho kỷ niệm ngày anh chị quen nhau. Thật ra thì tụi em không có được mời đến đám cưới của anh chị, nhưng mà nhưng đây là một bó hoa đến từ Trần Ngọc đến cho chị trong gặp đây. Em nhắc vậy nó có quá lộ không chị hả? Không sao, coi như hôm nay mình đang đám cưới chị ha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Chúc mừng anh chị nha. Vâng. Nhưng mà nó là chỉ là món quà phụ thôi à. Món quà chính sẽ là một cái đoạn clip của chúng tôi mà nó có liên quan đến cái thế hệ tương lai mà các anh chị đang làm tiếp theo. Rồi mời anh chị xem theo dõi thử nha. Tiếng kèn thu mua đồng nát của ông Tròn cả tuần nay mới lại kêu trở lại. Sức khỏe không ổn định nên khi nào khỏe ông mới đi thu mua đồng nát được. Đây được xem là phương tiện kiếm tiền quan trọng lo cho cả nhà. Tại vì gia đình không có ruộng đất á, rồi thành ra già rồi nó cũng không có làm thuê mướn lao động người ta được. Ráng đi, có khi mình đi một ngày vậy nó không có đồ, bữa nay không có thì mai mình cũng có gì đâu. Mấy hôm nay bà ngoại đi chăm người ốm, nhà chỉ còn lại hai chị em Khôi và ông ngoại. Sau mỗi giờ đi học, Khôi sẽ giúp ông bà những việc nhỏ trong nhà. Mỗi khi giúp bà ngoại con nhận thấy vui. Theo ý nguyện của tôi với bà cũng đâu giờ kể đi, mình cũng còn sống mà nó thì một cô cha mẹ thì thôi cũng ráng bư thì tới đâu hay tới đó thôi. Mới 7 tuổi nhưng Khôi đã có thể làm rất nhiều việc. Nhanh nhẹn, chịu khó và hiểu chuyện, cậu bé ấy còn canh cánh một nỗi lo. Là không có tiền con, bố mẹ con chết rồi cô ơi. Ước mơ của con làm nghề gì nè? Làm phù hợp, con bưng gạch, trộn xi măng. Con để dành con đưa cho bà ngoại, ở cho ngoại không hết bệnh. Đây là món quà đầu tiên của chúng tôi, là một câu chuyện của một em bé mà hiện giờ đang đi làm phù hộ. Và đây là câu chuyện ước mơ được đi làm phù hộ để kiếm tiền, chứ chưa có biết là làm phù hộ là có giàu hay không giàu. Bây giờ mình sẽ đến với câu chuyện thứ hai nhé. Mình nên nhớ mẹ con rồi, tiện kể cho mẹ mà nay con ăn gì rồi, con học như thế nào, có được thầy cô khen hay không? Vui rồi mẹ dặn dò là phải đi xe cẩn thận, ăn rồi ngủ tốt. Không có tình yêu thương của cha, vì hoàn cảnh mà mẹ cũng đi làm xa, hai chị em Như phải ở nhà cùng với bà, nay đã ngoài 70 tuổi. Mà hồi trước là mẹ nuôi hai đứa ở với bà. Rồi bây giờ mẹ đi làm là nó gói cho bà là nhà cô chéo là coi như có một mình bà không có chiếc nấu. Niềm vui bên bà đã giúp cho Như trưởng thành hơn. Với thành tích học tập tốt suốt 4 năm liền, thì ở lớp Như cũng được cô giáo giao cho những trách nhiệm lớn hơn. Ở lớp em được làm cán bộ lớp và lập trưởng. Nó hơi khó vì lớp luôn ồn. Từ việc làm lớp trưởng cảm thấy là phải gương mẫu, học giỏi hơn nữa, đỡ quản lý lớp tốt hơn. Món quà lớn nhất mà cả mẹ và bà cho hai chị em là tình thương.
Qua cuộc chia sẻ cùng với lại siêu mẫu Xuân Lan, cùng với đạo diễn Ngọc Lâm, chúng tôi hy vọng quý vị đã hiểu rõ hơn về đôi vợ chồng trẻ này, trẻ trong cái cuộc hôn nhân của chính họ. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng sau tất cả họ yêu nhau nhiều hơn, đồng hành cùng nhau nhiều hơn. Và đó là những gì mà thông điệp của khách sạn 5 sao muốn gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau trong chương trình Khách sạn 5 sao.